Chào mừng các bạn, các anh chị kênh của mình. Chào các bạn. Hôm nay mình sẽ quay lại chủ đề thú cưng nha các bạn. Ở trên tay của mình thì chị biết heo là hai chú mèo nè, rất là dễ thương luôn nha. Cũng là hai thành viên mới của hai chị em mình luôn. Đây các bạn coi nè, đó nhìn lông của nó rất là mượt luôn, với ú nữa chứ. Lúc mà mình nhận nuôi nó các bạn thì nó còn nhỏ xíu à. Bây giờ thì nó được 2 tháng tuổi rồi nè. Hai con mèo này rất là kháu khỉnh luôn nha. Mình nuôi nó giỡn nhau suốt à. Dạo gần đây mình mới phát hiện hai con mèo này nè, đi ra đường miết à. Mỗi lần mình đi quay xa các bạn thì đi ra đường mình sợ nó bị bắt. Đó, còn thứ hai nữa là mỗi lần buổi tối các bạn có muỗi. Bây giờ hổm ngày trời mưa nè, muỗi nhiều lắm. Nó chích vô con mắt của hai đứa hả? Cái nhìn tội nghiệp gì đâu á. Cho nên hôm nay mình với chị bé heo sẽ xây nhà cho hai con mèo nha các bạn. Để buổi tối nè, mình dăng mùng cho nó, để cho mũi đừng có chích nó nè. Với lại mình đi quay phim thì mình sẽ nhốt nó vô nhà, đóng cửa lại, đừng cho nó đi ra đường. Mình làm nhà bằng nguyên liệu gì Phương? Em thấy người ta làm bằng thùng giấy nè, hoặc là bằng thùng xốp. Em thì làm bằng thùng giấy chị heo. Thùng giấy ở nhà đâu có thùng bự đâu, thùng nó nhỏ không à. Mà mấy con mèo cũng lớn rồi. Hồi nãy chị ra xong hè có thùng mút bự lắm. Không thì hai chị em lấy thùng mút để làm nhà cho nó đi. Ờ được chị heo. Bây giờ hai chị em mình tranh thủ làm lẹ đi, để tối nay có nhà cho mấy con mèo ngủ khỏi bị mũi chích. Rồi đây, tối nay có nhà mới ngủ rồi nha, khỏi bị sợ bị mũi chích luôn. Dạ. Thôi đi nè Phương. Dạ. Đây là những vật liệu mà người ta đã bỏ nha các bạn. Hai chị em mình đụng lại để mà tái chế làm một căn nhà cho con mèo này nha. Rồi vô làm thôi nè chị heo. Rồi vô xuống đi. Rồi. Coi nè, cái thùng xốp này mình sẽ làm nhà, còn cái miếng giấy thì các bạn mình sẽ làm mái nhà này nha. Ủa Phương, cái thùng xốp vậy sao hẳn nhà được, bây giờ chị chưa hình dung mà được đó. Rồi thôi bây giờ chị làm theo em đi, chút xíu là ra cái nhà liền à. Đây, bước đầu tiên mình sẽ lấy cái thùng này các bạn. Rồi cho mình suy nghĩ coi làm chiều nào giờ ta. Đứng như vậy thì quá hẹp các bạn ơi, chiều cao thì cao thiệt đó. Nhưng mà mấy con mèo của mình cũng lớn rồi, như vậy thì hẹp quá. Này được rồi chị heo ơi, rộng rãi, giờ thoáng mát nữa. Mình sẽ quyết định chọn chiều này để mình làm thôi nha các bạn. Mình sẽ dùng cuộn băng keo này nè để cố định cái nắp thùng lại. Rồi, còn cái miếng này mình không dùng cho nên mình sẽ dẹp qua một bên. Rồi thôi chị heo. Rồi nè, dựng cái nắp thùng kệ nha Phương. Rồi ok. Cảnh sát mi góc hết nha chị heo. Bước tiếp theo là mình sẽ đánh dấu để mình khoét những cái khung cửa. Rồi bây giờ hai chị em mình làm thêm nè chị heo. Để chị lấy cái cho. Dạ. Rồi bây giờ mình sẽ vẽ để bắt đầu làm khung cửa thôi nha các bạn. Xong cái một đường nữa là xong cái cửa rồi nè Phương. Khoan chị heo ơi. Cái gì vậy? Mình làm cánh cửa vuông như vậy thì xấu quá. Đợi em chút xíu nha. Đây em có cái này nè chị heo. Mình làm cái cửa cho mèo phải kiểu cọ một chút xíu chứ. Trời ơi, làm nhà cho mèo cũng kiểu cỏ sáng tạo chứ ha. Dạ. Đây, chỉnh chỉnh lại cho ngay mình gạch nè. Ngay rồi đó. Rồi em ở đây em ngay luôn rồi đó, để em gạch nha. Ok. Xong, làm cửa cho con mèo cũng phải kiểu cọ chút xíu chứ. Vậy là mình đã vẽ xong phần cửa trước rồi đó. Rồi bây giờ mình sẽ làm hai cái cửa sổ hai bên nha các bạn. Chị heo kèm đi để em vẽ cho. Ok. Rồi, xong. Chỉnh cho ngay đi nha. Rồi, tới đường bên đây nè. Rồi xong. Rồi thế nào? Khoan chị heo ơi, mình làm cửa sổ cũng giống như cửa chính vậy đó. Giờ chị kiếm cái gì tròn tròn để mình vẽ cái này đi. Rồi đó chị kiếm cho. Cái này được không Phương? Rồi được rồi đó chị heo. Cái nắp dùng này là quá ok luôn rồi. Em đặt vô nè, vẽ thôi. Rồi xong. Quá đẹp luôn rồi.
Rồi, đứt rồi đó chị bé heo. Giờ lấy ra đi. Lấy ra qua được đâu. Thằng thụt vô chứ lấy ra đâu được đâu, nó khó lắm. Rồi, thụt vô đi chị heo. Đó. Rồi sao? Dạ, dán cửa sổ rồi đó Phương. Dạ, bây giờ mình lật qua bên kia, rồi cắt cửa sổ bên kia y chang vậy nè. Còn sau đó mình còn cắt cửa chính nữa. Vậy là mình đã thụt xong hai cửa sổ nè các bạn. Bây giờ mình sẽ cắt cái cửa trước nha. Muốn nó dính đầy mình luôn nè. Rồi bây giờ mình để cái nhà lên cái bàn đi. Chút xíu mình lấy giấy làm mái nhà nữa. Ê, lên nữa nè các bạn ơi. Nó khoái lắm hay gì vậy? Rớt con mèo. Ok, mấy con mèo này nó lớn các bạn ơi. Nhảy từ đây xuống dưới là chuyện bình thường à. Rồi bây giờ lấy giấy làm mái nhà. Vậy là mình đã cắt xong rồi nha các bạn. Bây giờ mình sẽ tháo một bề ra nha. Trời, mấy con mèo nó quậy quá chừng luôn rồi. Rồi, xong rồi đó. Rồi, bây giờ mình đem lên đây để mình làm cái mái nhà trước nha các bạn. Rồi, bây giờ mình sẽ làm mái nhà trước nè. Đầu tiên mình sẽ gắn hai bên trước nha. Để cái này sao đi. Rồi giờ chị chuyển cái mái nhà lên để hai chị em mình lắp nè. Rồi bây giờ chị lấy súng bắn keo để cố định cái máy này đi heo. Ok. Để coi bằng chưa ta. Bằng chưa nè. Rồi ok được rồi đó chị heo. Hồi nào bắn trước đi Phương. Dạ. Chị làm bên kia đi, em củng cố kem bên đây lại. Ok. Làm xong hai cái cửa sổ thì mình sẽ làm cửa chính nha các bạn. Mình sẽ bắn keo vô để cố định nè. Bên đây chị làm xong rồi là Phương ơi, đem keo ở đây bắn đi. Dạ, em qua liền. Đây đây đây, ra chị heo ơi. Mình đã làm xong cửa sổ rồi đó các bạn. Bước tiếp theo á, mình sẽ làm hai cửa mở phía trước nè, rồi sơn nóc nhà, rồi trang trí một số chi tiết nữa cho nó đẹp. Bây giờ hai chị em mình sẽ bắt đầu làm thôi. Màu lên pha màu sơn được không? Dạ. Đây màu này các bạn, mình sẽ pha màu ngói đỏ nha. Đỏ. Mình sẽ giả làm ngói nha các bạn, mình sẽ sơn cho căn nhà của con mèo của mình. Bây giờ mình pha màu cam vô nè. Mình quay đều đó, bây giờ mình bắt đầu sơn thôi chị heo ơi.
mình đã sơn xong nóc nhà nè các bạn. Bây giờ mình sẽ trang trí phía dưới, làm cửa trước nữa là xong nha. Bây giờ cũng khô luôn rồi nè chị Heo. Bây giờ mình đem ra thì mình lắp đi. Rồi đem đi, lắp lại. Dạ. Rồi bây giờ mình bắt đầu lắp nè chị Heo. Chị một bên, em một bên. Bây giờ mình sẽ gắn thêm cái trên nữa nè chị Heo. Trên cho chị nha Phương. Dạ. Rồi xong rồi đó, bây giờ mình sẽ dùng keo để cố định lại nè. Sau đó mình sẽ dùng sơn, sơn ngoài viền trắng này nữa nha các bạn. Vậy là hoàn thành xong cái khuôn cửa. Rồi bây giờ mình sẽ dùng những vật liệu này để mà làm cửa gạo nha các bạn. Để tối á mình nhốt mấy con mèo lại nó không có chạy ra được nha. Rồi bây giờ hai chị em mình bắt đầu khoan lỗ thôi nè chị Heo. Rồi lấy dịch cho. Dạ. Rồi xong rồi đã. Bây giờ hai chị em mình bắt đầu làm hàng gạo nè chị Heo. Rồi, đây chị dẫn cho. Dạ. Bên chị cứng thì chị Heo. Cứng rồi nè Phương ơi. Bên em cũng cứng luôn rồi đó. Vậy là mình đã làm xong cái cửa gạo này các bạn. Đó nhìn cũng khá là đẹp luôn rồi nha. Chị thấy vậy là ok đó. Để chị lấy cái nhà lại rồi gắn lại cho thử thôi. Dạ. Rồi các bạn coi nè. Rất là xinh luôn á. Lấy nhà để đi chị Heo. Phương. Chị để xuống đây để em gắn vô cho nè. Bây giờ mình sẽ gắn cho thử coi có vừa không nha. Đây chị dịnh cho. Dạ chị dịnh cho chị Heo. Rồi xong, vừa khích luôn các bạn ơi. Về mình đã làm hoàn thành nhà của bé mèo nè. Các bạn nhìn thấy nhà của bé mèo có xinh không? Đó, mình thấy cực kỳ đẹp luôn nha. Vậy là từ đây sắp tới các bạn, mỗi buổi tối nè, mình sẽ nhốt nó vào đây, mình dâng mùng lên. Vậy là bé mèo của mình á, khỏi bị nuôi chích rồi. Với lại mình quên clip mà bạn, mình sẽ nhốt nó vào đây nè. Vậy là khỏi sợ bị bắt luôn. Thấy quá trời đẹp luôn rồi đó Phương. Bà Phương, chị nghĩ gì nè, mình nên trang trí thêm một số đồ chơi cho mấy con mèo nữa. Nó vừa chơi, nó quậy, mình nhìn vậy nó vui mắt chứ. Em thấy đỡ chị Heo, tại vì con mèo mình kháo khỉnh mà các bạn. Để đồ chơi vô đây chắc nó thích dữ lắm à. Rồi, không nói dài dòm nữa. Bây giờ hai chị em mình á, kiếm chỗ nào để ngôi nhà này đi. Thì cho hai mấy mèo vô chơi thử. Ok. Em soạn sẵn chỗ để nhà cho mèo luôn rồi nè. Rồi để chị chơi chút xíu đi. Rồi xong rồi đây các bạn. Chị Heo. Đây, chị mở cửa rồi trang trí cho nha. Dạ. Rồi đó, rồi. Để đi. Rồi để bên nào được chị Heo? Chị Heo để bên đây đẹp rồi nè Phương. Dạ. Để xúc vô đi. Rồi xong. Chưa gì trơn nó vô kìa các bạn. Chắc nó nôn nhà mới á.
Còn đây là ngôi sao nè, bây giờ mình sẽ trang trí thêm ngôi sao nữa nha. Để đâu giờ ta? Để đó đi. Ở đây hả chị Heo? Đúng rồi, trang trí đi. Rồi, ok. Rồi, rồi xong rồi đó. Xong rồi đó. Rồi các bạn coi kìa, hai con vô luôn rồi. Đúng rồi. Rồi, rồi, rồi chơi vậy chơi kìa. Rồi lên, lên thôi cái này chơi đi. Vậy chơi. Các bạn. Chắc là hai con mèo nè, nó nôn vô nhà mới dữ lắm luôn rồi đó. Mà vô nhà mới á là mình phải còn có đồ ăn mà. Bây giờ mình sẽ đi ra lấy đồ ăn cho nó nha. Rồi đi bố vô. Dạ. Nào các bạn coi nè, nó giỡn như vậy nè. Bắt tay đi, bắt tay đi. Đây, đồ ăn đã tới nè. Bây giờ mình sẽ lấy đồ ăn ra cho hai đứa nó ăn nha các bạn. Rồi chưa gì cho nhóm mỏ nè. Đó. Chưa, từ từ. Trời ơi các bạn coi kìa. Món trà bông nè, là yêu thích dữ lắm luôn nha. Đem vô đây nè. Đi rồi ăn. Meo 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 meo. Rồi các bạn coi nè, hai con mèo á ăn rất là khí thế luôn nha. Hồi nãy mình định làm xong căn nhà mới kêu nó vô. Ai về đâu mới đặt căn nhà xuống à? Là hai con mèo chui vô các bạn. Nó nôn đó. Trời ơi. Rồi bây giờ chị gà thằng gà ra đi chị Heo. Đây. Đã, bây giờ mình sẽ thử gà thằng gà ra đây nha. Rồi gắn vô đi. Rồi các bạn coi kìa, hai con á mà ở trong căn nhà này mình thấy vừa thích luôn á, không có bị chật gì trơn á. Rồi các bạn coi kìa, hai con mèo ăn á nhìn thấy thương gì đâu luôn á. Chị thấy mấy con mèo thích ở trong nhà nữa không á Phương? Dạ. Ăn nước coi chị cho thêm miếng nữa nè. Chị thấy nó ngon đó Phương ơi. Dạ. Các bạn coi kìa, cái chén đồ ăn đó, nó ăn hết luôn các bạn. Mình thấy nó có vẻ no rồi nha. Chắc giờ nó no từ đây tới sáng luôn á. Mình thấy hai con mèo này rất là dễ thương luôn. Vậy là từ đây tới đi mình không sợ nó bị mũi chích nè, bị bắt luôn nha các bạn. Đó, từ đây tới đi nó có căn nhà xinh ở nè. Thôi bây giờ mình xin kết thúc video từ đây nha. Nếu bạn thích video xây ngôi nhà cho mèo này của mình thì cho đăng ký, like, bấm chuông để nhận được video sớm nhất từ kênh của mình. Còn bây giờ thì bye bye.